Quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương được công bố ngày 26 tháng 8. Tại hội nghị triển khai quyết định trên, ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, khẳng định ông Nguyễn Thành Phong là cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, được rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Việc ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động phân công công tác tại Ban Kinh tế Trung ương là sự tín nhiệm, là quyết định được cân nhắc, đánh giá thấu đáo của Bộ Chính trị. Năm 2021 và những năm tiếp theo, Ban Kinh tế Trung ương sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng do Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là thực hiện nghị quyết Đại hội 13. Do đó, ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ sẽ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của Ban. Tân phó Ban Kinh tế Trung ương hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ban kinh tế trung ương. Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962 tại Bến Tre, ông là tiến sĩ kinh tế học có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong thành đoàn, hội sinh viên Việt Nam, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bí thư trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006, ông là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2005. Đến tháng 11 năm 2006, ông đảm nhận vị trí Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2 đến tháng 1 năm 2009 và sau đó về công tác tại Bến Tre, giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và từ tháng 12 năm 2015 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021, ông đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.